các em hãy nhìn và ghi cho kỹ để tuần sau thầy đến kiểm tra nha. Thưa thầy, Tuấn, Phong, hai em đó hả? Còn nhớ tụi con hả? Hai đứa này lớn thiệt rồi. Mà hai em tới trường có chuyện gì không? Dạ tụi em tới trường chỉ để thăm thầy thôi à. Mặc quân phục nhìn quay ghê ta. Dạ này thầy khỏe không thầy? Thầy vẫn khỏe. Ủa? Thầy ơi, hai này là ai vậy ạ? Hai anh này Tuấn, đây là Phong. Hai anh này á đang là sinh viên của trường hàng không, tương lai là phi công đó. Chào cả lớp. Hay lắm, hai em á tới đây rồi thì cũng nói gì với mấy em nó tí. Tụi nó, mấy đứa nhóc này á, tụi nó chưa có nghị lực, chưa có biết gì hết. Tụi nó đang cần phải biết thêm ý chí và nghị lực. Đối với anh, việc bay lượn trên bầu trời là điều mơ ước lớn nhất của anh. Anh mong rằng các em sẽ học thật giỏi, thật ngoan để thực hiện được ước mơ của mình, cũng giống như anh vậy. Anh ơi, anh cho em hỏi là muốn thành một phi công á, mình cần có những kỹ năng gì anh? Câu hỏi em rất là hay. Muốn là một phi công thì các em phải biết 4 kỹ năng thiết yếu và phải rèn luyện nó. Kỹ năng thứ nhất là kỹ năng tri giác mùi vị. Kỹ năng thứ hai là kỹ năng tri giác không gian. Kỹ năng thứ ba là kỹ năng quan sát nhạy bén. Và kỹ năng thứ tư cũng là kỹ năng mà anh nghĩ là quan trọng nhất, đó là kỹ năng xử lý tình huống. Ê, không biết cảm giác lái máy bay như nào ta? Ê, mấy kỹ năng đó sao vậy? Đơn giản vậy cô không hiểu hả? Nè, kỹ năng tri giác về mùi vị là kỹ năng nhận biết được những mùi vị đặc biệt có liên quan đến dự báo nguy hiểm. Kỹ năng tri giác về không gian là kỹ năng định vị được những không gian xung quanh bằng trực giác và không dùng máy móc. Và tiếp theo, chúng ta có kỹ năng quan sát nhạy bén. Đó chính là sự nhạy bén với không gian xung quanh của mình. Ví dụ như là bản đồ nè, màn hình nè, và các thể loại đồng hồ trong buồng lái, để có thể đưa ra cái quyết định một cách chính xác và nhanh nhất. Hiểu chưa? Và cuối cùng, biết là gì không? Là gì vậy? Đó chính là kỹ năng xử lý tình huống. Là khả năng xoay sở, làm chủ mọi tình huống bất cập. Nghe đã thật chứ. Ê, chắc là tôi thi vào Học viện Hàng không luôn ông ơi. Thiệt không? Tôi cũng thích lắm á. Mơ hả? Không được có mơ, tôi đây mới là người đi trước. Đừng có mơ mà đi trước tôi. Hả? Là sao? Tôi đây sẽ thi Học viện Hàng không đó, biết không? Hả? Ôi, nhiều môn thi thể lực quá ông ơi. Ông đừng có lo mà, tôi thấy ông giỏi mấy môn thể lực mà. Bộ môn 6 múi luôn chứ bộ. Ôi, cố lên. Đang coi cái gì vậy? Nè, đang coi cái Học viện Hàng không. Gì? Học viện không hả? Gì vậy? Gì nhưng mà ghế tôi đang ngồi mà. Bây giờ nhà tôi thích ngồi được không? Ngồi đi. Nhưng mà laptop của anh thích đóng được không? Thôi cho em mượn coi xíu đi nha. Em muốn mượn hả? Bạn thân của anh mà em đối xử vậy hả? Vậy chưa? Long ơi, tôi coi chút xíu tôi trả chỗ lại cho Long nha. Ok, coi đi. Được chưa? Hùng ơi một cái tỏ thiện chí nào. Xài đi. Ê, tính thi hả? Có mấy môn thi thể lực này sở trường của em nè, gì hít đất, đu xà đơn đồ nè. Trời ơi, có chạy bền nữa. Trời ơi, tại mấy môn sở trường của em không á. Cảm ơn, không thèm nữa. Đi vô khác chơi. Lật lọng ghê trời. Ôi rồi, đang ở trong nhà mà đội mũ không hiểu mà. Mày bị điên á Mẫn. Style, cái này chắc style phi công á. Đẹp. Bây giờ giới trẻ bận vậy hả ta? Tôi trẻ mà tôi không biết luôn á. Ôi, ông làm gì vậy? Nhìn không biết à? Đây là lái máy bay đấy. Ôi, vậy mà nhìn tưởng đạp xe bán tải không đấy chứ. Mày đừng có tưởng mày biết đua xe là mày biết lái máy bay nha. Phi công gì đâu, đội cái nón hãm tài. Mấy người không cùng nâng cấp tưởng thành mấy chuyện. Đúng rồi. Đó, hồi bỏ vô thùng. Hồi đó nó bảo hiểm ơi. Trời ơi, chắc nó sợ máy bay bị dồn nước ông. Đúng rồi ông ơi. Ôi, trời ơi, nó bảo hiểm. Ôi, mấy tướng vậy dễ có bò lắm nè em. Ôi, ở trong nhà đội nó bảo hiểm. Chắc nó sợ bị dồn nước đúng không ạ? Bà có điện thoại nè, Mẫn nó gọi. Ê, bà nghe giùm tôi đi, người tôi xà bông không à? Ừ, vậy tôi nghe nha. Alo, Mẫn hả? Ủa, rồi thím gì hả? Thím cho con gặp cô Hiền chút xíu đi. Cô giáo của con á, đang tắm rồi. Trời ơi, bà tắm lâu lắm. Chắc cũng phải 1 tiếng nó mới xong á. 1 tiếng nữa con gọi lại nha. À, khoan Thím. Thím hỏi cô Hiền của con á, là con thi vô trường làm phi công á, có hợp không Thím? Hả? Vậy đợi Thím xíu, Thím mở lo lớn lên để cho con nói chuyện với cô giáo con luôn nha. Dạ. Diệu Hiền ơi. Ơi. Mẫn nó có chuyện gấp hỏi bà. Tôi mở cửa xíu được không? Tôi mở lo lớn cho bà nói chuyện với nó nha. Ok bà. Nè, nó hỏi bà là nó muốn làm phi công. Nó hỏi ý kiến của bà coi làm sao á. Làm phi công được đó thì tốt lắm nha Mẫn. Rồi, con nghe rõ chưa? Cô giáo con nói làm phi công được đó thì tốt lắm đó nha. Thiệt hả Tiến? Mà rất tốt là sao hả Tiến? Sao tốt hả? Chúng đâu biết đâu, đợi xíu hỏi lại nha. Nè bà ơi, Mẫn nó hỏi là sao tốt tôi không có biết. Thì làm phi công á, oai lắm mà. Đó, cô giáo con nói làm phi công được là oai lắm nha. Con có nghe không? Alo. Nè Diệu Hiền, sao bà đứng phải chạy cho tôi vậy? Cái điện thoại đâu? Tự nhiên lấy cái điện thoại chà chân đó nè. Để tôi lao cho. Cái bà này hậu đậu thiệt á. Làm phi công được là oai lắm á. Ồ, vậy được rồi Thím. Mình thông cảm ơn Thím nha. Ê, nhưng mà bà phải nói với Mẫn á là phải ráng học thiệt là giỏi nghe không? Tôi biết rồi, để tôi dặn kỹ lại vậy nha. Cô giáo con nói là con phải cố gắng học thiệt là giỏi, mới biết không? Vậy nha. Cả nhà ơi, con về nè. Ủa? Lui lại nào, để tôi ôm thằng con trai của tôi coi. Trời ơi. Đi ra, tới em. Trời quá. Con trai cưng mẹ. Cho bà ôm một miếng coi. Con ơi, Mẫn ơi, con mặc bộ đồ này con quay phong quá. Con đẹp trai quá con ơi, con gái chết với con. Ngồi xuống đi con. Dạ. Ăn trái cây đi con. Dạ. Rồi sao rồi? Có học bay rồi, bây giờ có lái máy bay được chưa? Dạ rồi chứ ba. Cảm giác mà ngồi trong buồng lái á, đã lắm. Wow. Vậy là cô đã lái máy bay rồi hả? Trời ơi Mẫn ơi, mẹ tự hào vì con dễ sợ luôn á. Ủa mà anh hai con đâu rồi? Trên lầu. Để con lên kêu anh nha. Mẫn à, Mẫn nó về đó con. Trời ơi, mai mốt nhà mình mà đi máy bay nói lái chắc trời khóc không á. Con vui con khóc không luôn á. Chào anh hai. Về rồi hả? Giờ này công tác học hành của anh sao rồi? Có ổn không? Nói với anh biết là anh đừng có căng thẳng quá. Mấy chục kỳ thi nữa anh sẽ đậu thôi. Cố lên. Không sao đâu, cần gì giúp đỡ thì cứ nói, em sẽ giúp cho anh ha. Cố lên. Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể. Ôi con sóng ngày xưa và câu vẫn thế. Hello everyone. Hello. Mở Long, hai em về thăm cô hả? Yes. Cô khỏe không cô? Cô khỏe lắm. Cô ạ, sau giờ học con và cô thể đi ăn được không? Đẹp trai em. Thôi mà, hai đứa đừng có cách sáo vậy mà. Có gì đâu cô, ngày xưa cô cho tụi em nhiều hơn nữa mà. Ủa, nhưng mà hai đứa kia. Đẹp trai em thì em muốn trở thành ca sĩ Hàn Quốc. Trời ơi, cái thằng này, mày bị điên thiệt rồi. Bộ mày tính đi tắm mày cũng đội cái nón bảo hiểm hả? Không được xúc phạm phi công nghe chưa. Trời đất ơi, phi công cái đầu mày, mày phi khùng chứ có. Mày bớt giùm tao đi. Nhà này một mình ba mình là đủ mệt rồi. Rồi thua luôn, thua với nó luôn. Thôi mày bay đi, mày cũng làm gì mày làm đi. Trời má ơi. Rồi điên luôn. Cái thằng này, anh đang học bài mà mày cứ đấm vậy hoài vậy? Sao anh học được? Anh nhiều chuyện quá. Anh nói bởi anh lo chuyện của anh đi, nói qua đây chi. Chết rồi, không ổn rồi. Bị gì vậy? Em không biết nữa. Từ nãy giờ nó cứ đau ngay chỗ này hoài à. Nè, Mẫn. Hả? Tự nhiên đang đánh cho bị đau bụng hả? Hả? Chết rồi, có khi nào mày bị ung thư không? Đầu lao à? Đau đầu à? Anh coi cho. Đau chỗ này hả? Đau. Đau không? Đau. Đau. Em nói đau thiệt mà. Chết rồi. Thôi để em chạy ra, anh kêu ông nội nha. Chi? Kêu ông nội vô cứu em. Thôi. Ông nội chăm cứu em đau hơn nữa. Thôi được rồi, chắc nhiều khi em sức dầu cái là xong rồi. Ừ, tùy em thôi. Cái này em đau mà phải anh đau đâu. Anh kiếm giùm em cho Phong đi. Dầu hả? Xịt dầu thơm được không? Anh tào lao hả? Lấy cho Phong cho em mới lên, đau quá. Ủa Minh, sao ở dưới nhà ông nội rồi chú Đức Hạnh quá trời mà chị lại không biết hả? Không biết. Nói gì kỳ vậy? Cái gì vậy? Đau. Đau cái gì? Bị đau cái chỗ này nữa nè. Sao Mẫn? Kêu người lớn cho em đi lên. Tôi nói ông rồi, tập mà cứ đội nón bảo hiểm nhức cái đầu ra. Đau ở đây hả? Đau. Anh làm cái gì? Xuống kêu mọi người đi. Để tôi. Tôi nghĩ tôi bị đau bao tử quá. Mẫn bị ung thư rồi. Ba mẹ ơi! Ba mẹ ơi! Giang ráng bình tĩnh đi để mẹ con coi kết quả coi làm sao nghe. Cũng đau quá. Ôi mẹ tới rồi. Anh đẩy nó vô phòng chờ giùm em cái. Ủa sao vậy? Vô phòng chờ chi mẹ? Chờ mổ. Thôi ơi. Bị gì mà chờ mổ? Bị viêm bao tử nặng cho nên là phải mổ. Trời đất ơi. Con không mổ đâu, con muốn về. Về cái gì mà đi vô phòng chờ đi anh, nhanh lên. Con hết đau rồi, để con hết đau. Thôi ngồi sao đi. Vậy? Bị điên hả? Con bị đau nặng lắm rồi, con phải mổ mới hết. Nó bị từ hôm qua đến giờ đó ba, mà nó không cho con nói ai nghe hết đó. Sao vậy? Tại nó muốn thi phi công đó mà bị viêm bao tử nè, rồi lên máy bay kính nữa, nó thả trái bơm như ba là. Con đừng có tào lao đi, ba có bao giờ lên máy bay làm mấy cái chuyện đó. Em nó bệnh rồi bây giờ phải lo chứ, nó có chuyện dưỡng dưng như vậy hả? Nè con có bị hiểu lầm gì không vậy? Khi mình bị đau bao tử mình mổ thì vẫn thi phi công bình thường mà. Thôi không, mẹ nói không đúng đâu, con không tin đâu, mày gạt con. Đẩy vô phòng chờ liền. Ôi con mổ đó chứ, cho con về đi mà. Ơi cho con về. Em ơi, bây giờ em bị bao tử nặng lắm rồi. Phải mổ thôi em ơi. Trời ơi, em không mổ đâu bác sĩ ơi. Không được. Bắt buộc phải mổ. Xin lỗi bác sĩ. Nè con nói chuyện với bạn mẹ nè. Chú làm phi công á nha. Dạ, chào chú. Dạ, sao chú? Không sao hả chú? Dạ, vẫn thi được chú. Bị bao tử vẫn thi được chú. Tất nhiên. Lúc trước chú mổ được thừa, vẫn được làm phi công đây nè. Con cứ yên tâm mổ đi nha. Dạ, được rồi, con cảm ơn chú nha. Dạ, con yên tâm rồi. Sao? Yên tâm mổ chưa? Dạ, ok mẹ.